sự nhiệt huyết ở nơi đây rất là sạch sẽ và hiện đại. Mô hình trên TV thì chưa biết tận mắt, nhưng mà giờ thì thấy tận mắt cũng có nhiều cái gọi là đam mê hơn. Đây là lần đầu tiên của em đến trường Đại học Đông Á. Cảm xúc của em là em cảm thấy trường mình kiểu như là hoạt bát, vui vẻ, sinh viên kiểu hòa đồng, năng động, rất là nhiệt tình với mọi người xung quanh. Điểm mà không có nhưng